Dạ, thôi con xin dâng mic trở lại. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Hà Giá. Dạ, thấy kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Sĩ Đi Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, dạ, thân chào quý vị. Dạ, thấy cô Bích Thái kêu hoài không ai lên, mà cứu hồn cô Bích Thái cái. Bây giờ nghe rõ ha, à, nói vô thấy rung im quá. Dạ, còn có cái vấn đề này, thưa sư Lữ Tông, mấy ngày nay có nhiều người hỏi con về vấn đề mà người ta nghe một vị thuyết nói rằng một người mà tự tử, thưa sư, người tự tử thì không có bị phạm giới sát sanh. Họ nói là trong cái vấn đề này, bởi vì theo chi pháp của cái vấn đề sát sanh thì cái chi thứ nhì là biết chúng sanh có thức tính. Thì cái sự biết chúng sanh có thức tính này là biết chúng sanh ở ngoài chứ không phải biết mình. Tức là họ nói là khi mà người đó tự tử thì người đó là mình chứ không phải là người khác, thì ra không thể nội gọi là phạm giới sát sanh. Thì họ đưa ra dẫn chứng ra một vị tỳ khưu Sa Ná là mà ổng bị bệnh nặng quá, cái ổng mới chịu không nổi cái thống khổ của cái sự bệnh đó, ổng mới cắt cổ tự tử. Và khi ổng cắt cổ như vậy, cái ổng đắc a la hán lúc đó luôn, ổng khai triển, ổng phát triển cái tuệ quán của ổng, đắc a la hán luôn. Thì người ta lấy cái dẫn chứng đó, người ta xác định rằng là tự tử không bị phạm giới sát sanh, bởi vì nó thiếu cái chi thứ hai là không phải giết chúng sanh, không phải có ý giết chúng sanh, hoặc là chữ thứ hai là không phải không là biết chúng sanh có thức tính, nhưng mà thức tính đó là biết chúng sanh ở ngoài chứ không phải biết chúng sanh là mình. Họ lý luận như vậy. Thì vấn đề này theo như Thượng Tọa Lưu Tông thì một người tự sát có bị phạm giới sát sanh không, và trường hợp của vị tỳ khưu mà cha ná mà tự tử như vậy đó và khai triển thiền quán đắc đạo quả đó, thì trường hợp này mình phải hiểu như thế nào? Và dạ, con cũng thỉnh Thượng Tọa Hoàng Nghĩa giải thích chi tiết. Dạ, là một cái thầy. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch chư tôn hề giả, kính thưa chư quý vị, người tự tử không có phạm giới sát sanh, cái này được giải thích trong Sarattha Thi Bình Y. Giải thích là trong năm chi thì cái chi là biết chúng sanh có thức tánh là biết cái người khác chứ không phải biết mình, thành ra tên mình tự tử thì không phạm giới sát sanh, cái thứ nhất. Thứ hai, trong cái giới của chư tăng đó, người tự tử đó, ông sư mà tự tử đó chỉ phạm tác ác thôi chứ không có phạm giới sanh, tức là không có đức giới tỳ kheo, chỉ phạm tác ác mà thôi, tức là dukkha-tạ đó. Thì điều đó chứng tỏ rằng không phạm giới sắc sanh, nếu mà phạm giới sắc sanh thì làm sao dukkha-tạ được nè. Thành ra cái chuyện mà tại sao nhiều đa số chúng sanh tự tử đi địa ngục, tự tử đi địa ngục là tại vì cái lúc cắt cổ nó đau quá, hay nó uống thuốc là nó đau quá, cái tâm mình nó dính, nó sân si rồi này kia này kia, ông dùng để cái pháp đó đó ấy, chứ không phải là đi địa ngục do cái sự sát sinh, cái sự tự tử tức là sự giết mình, không phải. Không phải. Còn cái người mà có đầy đủ mà ba la mật rồi đó, thì cái khi mà cắt cổ thường thường ta quán thọ thì có thể đắc đạo quả, tùy theo cái năng lực của cái trí tuệ lúc đó cũng có thể đắc đạo quả được như thường. Thì ngay ngay cả cái người mà không phải tự tử mà bị cọp cắn vẫn có thể đắc đạo quả là vậy. Bị cọp cắn đau quá, quán hành thiện tứ niệm xứ, pháp quán thọ hay là quán về pháp hay là quán tâm đó, tức là tâm có đang có thọ nghĩa là sân, đang có sân chẳng hạn, ví dụ vậy đó, thì họ vẫn có thể đắc đạo quả. Cái đó thì cái đó thì rất nhiều người đã đắc đạo quả, cái gọi là đắc đạo trên tột mạng đó, đắc xong rồi cái vết thương mà mình tự cắt cổ mình hay là cọp cắn này kia đó không thể làm cho mình sống còn được, đắc đạo quả được như thường. Cái chuyện đó là trong kinh nói rất là nhiều, trong chú giải cũng nói nhiều, từ đối với những cái vị mà xưa ở trong rừng đó thì thường bị là vẫn có thể đắc đạo quả, nhưng mà cái thời mà sanh là thời Đức Phật thì đa số chúng sanh thuộc loại ông có tị tinh nhu hoặc quý chỉ tinh nhu, thành ra cô bị cái gì cắn này nó cũng vẫn có khả năng quán như thường. Còn cỡ chúng ta mà cọp cắn thì quán gà thôi chứ không có quán gì khác hết. Với cái thứ hai đó, cắt cổ là đau lo rên, không có lo quán gì nổi nữa. Thành ra
tự tử là không có phạm giới sát sanh. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, xà thú. Nhưng mà trong cái vấn đề này tôi nếu mà mình xác định như vậy á, thì con thấy là nếu mà như vậy thì người ta cứ hễ mà đau khổ quá người ta cứ tự tử ta chết, thì như vậy là người đó không bị phạm giới sát sanh. À, thì mà họ không phạm giới, ví dụ như một người cư sĩ người ta giữ năm giới mà giờ người ta tự tử ta chết ta vẫn còn năm giới đầy đủ, thì như vậy người ta vẫn được tái sanh về nơi nhà cảnh chứ không đi đọa địa ngục bởi vì người có giới. À, thì vấn đề này nếu mà mình đưa cái vấn đề này ra vậy thì ai ai cũng vậy, tới lúc mà khổ quá thì ta cứ tự tử uống thuốc tự tử chết cho rồi. À, thì vấn đề này con thấy cũng có một cái gì đó mà không ổn cho này. À, con cũng thỉnh sư giải thích chi tiết hơn ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Người tự tử chết đa số là tại sao đi xuống, là tại chúng tôi nói rồi, những cái lộ trình tâm cuối cùng là thường thường là ác pháp. Bởi vì mình cứ cắt cổ không biết à, nó đau dữ lắm chứ. Đồ cắt cổ chị chơi à. Thành ra thường thường thấy đó, thành ra cắt cổ không phạm giới sát sanh, nhưng mà ngũ giới nói là trong sạch cũng chưa chắc, là nhớ chuyện đó. Đó. Bởi vì cái lúc đó là cái lúc mà đau quá là cái tác ý mà để giữ giới trong sạch không còn nữa, là nhớ vậy đó. Bởi vì ngũ giới là phải về Ramani Sikha và Đăng Samadhi Yami, tức là phải có tác ý không phạm cái đó. Nhưng mà những cái lộ trình tâm cuối cùng của người cắt cổ đó thì cái tác ý mà giữ giới không còn nữa, mà khi cái tác ý giữ giới không có thì không thể gọi là người đó đang giữ giới hoặc đang có giới, là nhớ chuyện đó. Làm sao nói có giới được, không có giới, đều rằng họ không có đức, bởi vì họ đâu phạm nào đức, nhưng mà không thể gọi là người có giới. Khi nào mình vẫn còn người tác ý mà tránh xa những cái điều đó gọi là người có giới. Còn đa số chúng sanh khi cắt cổ tự tử rồi đi địa ngục lại do cái sự thọ khổ của mình trong những cái lộ cận tự tử đó, cái đó họ khổ là nó đi trùng với tâm sân, đau quá chịu không nổi, là cái đó nó mới hỗ trợ cho mình đi địa ngục, chứ không phải là cái chuyện cắt cổ để mình đi địa ngục. Mình hiểu vậy chứ, còn nếu mà nói cắt cổ đi địa ngục đâu có được. Lâu nay có những người ta cắt cổ người ta đắc đầu quả được mà đau đi địa ngục, nghe cắt cổ rồi mà vẫn có thể thành đầu quả là có gì sách vở ra ngoài chứ hay không. Còn cái chuyện mà không đủ chi để phạm giới thì chúng tôi đã nói rồi. Khi mình cắt rồi đó, nó không đủ chi để mình phạm giới sanh, tức là mình đứt giới. Nhưng mà cái giới đó cũng đâu có trong sạch. Nên nhớ cái giới không sanh nó có bốn chi, nó đâu có trong sạch. Thì cái nghiệp sát vẫn còn hay sao không còn. Nhưng mà nếu mình có đầy đủ cái ba la mật thì mình mới chống lại nghiệp sát để mình đắc đạo quả được. Còn nếu không thì hỏi cái giới của mình phải trong sạch là năm chi, còn này mình chỉ có bốn chi thôi. Nếu lúc đó mình còn bình tĩnh nếu mình quán xét lại vẫn còn có bốn chi thôi, sao đủ năm chi được, phải không? Mà đủ bốn chi thì không thể gọi là người có giới, không, họ không có bị đứt giới nhưng không thể là gọi là người có giới. Nhớ chuyện đó phải phân biệt cho rõ cái đó, chứ không mình bị như là nhìn qua nhìn lại mình cứ không biết cái nào đúng cái nào sai, không nên đem mấy cái chi ra để coi thử coi ta cái giữ giới có không. Năm chi đó mình không phạm có một chi thôi, còn bốn chi kia vẫn tiêu như thường, với làm sao không tiêu được ha. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, xa thú. Nhưng mà trường hợp như nếu như sư trình bày như vậy thì trường hợp ông thiền sư ông cha ná thì sao thôi, ông cũng là một người phàm chưa đắc đạo quả gì, ông cắt cổ lắm thì như vậy là ông đã bị là coi như là giới của ông bị ô nhiễm rồi, mà khi mà giới ô nhiễm rồi thì chánh nghiệp không có, chánh mạng ông chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng lúc đó là cái giới phần ông bị ảnh hưởng, thì làm sao ông có thể đắc được đạo quả với một cái tư tưởng mà không trong sạch như vậy. À, con cung thỉnh sư giải thích thêm ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Ông cắt cổ tưởng ông trong sạch nhưng ông vẫn có khả năng để ông hành thiền tứ niệm xứ, thì nếu mà đã nói rồi ba mặt đầy đủ thì mới đắc đạo quả được lúc đó chứ. Mà nhớ là cắt cổ như ông, rất nhiều người bị cắt cổ chứ không phải là một mình cắt cổ, tại sao chỉ có một vài người được như ông thôi, dựa vào một số điều kiện khác này chứ, phải không? Bây giờ cứ nghĩ đi,
ông phải có cái nghĩa là cái ba la mật nó đầy đủ rồi đó, nhưng mà tại vì ông chịu đau không được, thành ra ông mới tính cái chuyện là thôi để đi kiếp khác cho chắc ăn. Thành ra cái lúc đó là ông cắt cổ, nhưng mà cái tâm trong sạch ông vẫn còn như thường, bởi ông có khả năng để ông hành thiền tứ niệm xứ tiếp tục, tức là phải biết là cái sự trong sạch của ông vẫn còn, nó không làm cho cái ông mù quáng. Chứ còn nếu mà cái tâm ông mà lạng quạng này giống như cái vị tỳ kheo thời Đức Phật Kassapa, ông thấy không? Bất công cỏ không à, tại vì cái tâm sáu mõn thành ra dẫn sanh về bàn sanh như thường, ông thấy à? Đâu phải người nào cái giới nhỏ giới lớn không trong sạch, mà cái điều kiện mà để mình có thể mình lướt qua là thứ nhất ba la mật mình phải đầy đủ, thứ hai mình có khả năng mình hành những cái pháp thiền cao siêu như vậy được. Chứ còn nếu mình không, mà mình ngồi đó mình cứ hối tiếc cái việc mình đã làm, thì lúc đó mình giàu rằng có chế trong sạch cũng đi xuống như thường. Bởi vì cái lậu cận là gì, lậu cận tử mà có ác pháp làm sao đi lên được đó. Bây giờ giàu rằng mình nói có thể là mà không có đức giới trong sạch gì đi nữa, mà cái lậu cận tử mà có ác pháp thì vẫn là đi xuống như thường đó. Ví dụ như giới trong sạch của cái bà Mallika đó, vợ của vua xứ Kosala, thấy không, nói dối chồng một lần thôi, nhưng mà tại lậu cận tử nhớ tới, chứ nếu không nhớ tới thì cái đó là chuyện nhỏ, tại mình nhớ tới thành ra lậu cận tử nó thành chuyện lớn đó. Thành ra cái chuyện nhỏ nó vẫn giúp mình đi địa ngục như thường, trong khi cái chuyện lớn mà hơn đó mình không nghĩ tới, mình nghĩ tới vẫn có thể lướt qua đối với những cái chuyện nhỏ đó như thường. Nhưng mà tại vì cái lậu cận tử đó, nó đánh giá trường hợp là tại sao có những người đi xuống là vậy, tại lậu cận tử đó là ác pháp. Dầu rằng giới trong sạch giống như bà Malika đó, bà phạm chuyện đó bà phạm lúc trước rằng, chứ không phải bà phạm cái lúc mà này sao, bởi vì bà làm phước nhiều bà không có phạm. Nhưng mà cái lậu cận tử nhớ tới chuyện xấu vẫn đi xuống như thường, mà đều đi xuống không có lâu thôi chứ cũng đi xuống, sao không đi xuống. Nam mô Bụt Tài. Dạ. Sa thú, sa thú, dạ, kính ân sư. Nhưng mà trong trong cái vấn đề này á, lúc mà ngài Cha Ná ổng đau khổ quá, ổng mới trình với ngài Sa Lưu Tá là ổng muốn tự tử, nhưng mà ngài Sa Lưu Tá can nói ông lo uống thuốc chữa bệnh này kia để mà tốt đẹp. Thì vấn đề này á, tại sao ông Cha Ná lúc đó ổng không quán cái những cái sự khổ đó, quán những cảm thọ khổ lúc đó, để mà trong khi đó đã ổng ra gọi là đầy đủ bà mi rồi, tại sao ổng không sử dụng cái chiêu đó để ổng quán sát cái những cái pháp đang thống khổ đó, mà là ổng lại đi cắt cổ rồi được quán sự đau khổ của cái sự cắt cổ. Cái vấn đề này nó có những cái mà mình thấy trong cái câu chuyện này mình cần phải làm cho sáng tỏ hơn ạ. Dạ con cũng tỉnh chưa. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn, hèn dạ kính thưa chư, quý vị muốn đắc đạo quả thì nó phải có điều kiện chứ không phải không điều kiện, nghĩa là cái ba la mật đầy đủ nhưng phải chín mùi lúc nào. Nên nhiều khi cái lúc đầu đó nó vẫn còn bị trục trặc cái gì đó, tại vì họ không có kể rõ ràng cho mình biết làm đấy, nhưng mà mình chỉ suy luận theo những cái điều kiện về mình học về diệu pháp mà thôi đó. Thì có thể thí dụ 1.000 cái lộ trình tâm cuối cùng đi, thì một vài cái lộ trình tâm nào đó tự nhiên là cái điều kiện mà về cái đó nó phát sanh, ví dụ như mình nói trí tuệ đi, nó phát sanh những cái điều kiện thì họ có thể thấy được cái đó, còn bình thường chưa chắc thấy đó. Nếu mà đã, cái sự tròn đủ ba la mật nó chưa tới chưa chắc thấy đó. Nhưng mà tới đó khi mà thấy là dầu rằng trong lúc đó cỡ nào vẫn có thể thấy được, chứ làm sao không thấy. Bởi vì thấy ông mới ngồi ông quán, đều ông quán cái đó cái gì tưởng nó nhiều hả, nó đau vậy rồi quán nó tích tắc thôi rồi đắc rồi đi luôn liền, chứ đâu có làm sao. Mà ngay cái lúc ông đắc về đó chỉ có thể những cái bậc như ngài Sa Lục Tạ của Đức Phật biết được thôi, chứ còn ngoài chưa chắc, ngoài ai đều cũng nghĩ ông thì chắc là đi đi xuống rồi, chứ không ai nghĩ lên rồi đó. Nó nhanh chứ không phải nó không nhanh, bởi vì khi mà cần thấy cái đó đó, dù rằng ổng là phàm nhân đi nữa, nó phát sanh tới gần nghĩa là khoảng mình nói 4 5 lần 16 đi, thì nó cũng nhanh dữ lắm chứ sao, nó không nhanh. Tức là cái từ cái lúc mà bắt đầu qua tứ niệm xứ mà cho tới đắc đạo quả đó, hàng ngàn cái lý lộ trình tâm nó sẽ liên tục vậy thì nó ghê lắm chứ đâu phải nó không nhanh được. Đó là lý do tại sao có người đầy đủ là mật.
vào cái lúc đó mới có khả năng để quan sát cái đó. Còn nếu mà mình không có đầy đủ ba la mật, dù rằng mình đang hành tứ niệm xứ đi nữa, nhưng mà cái sự đau đớn vẫn có thể là nó làm phiền phức cho mình trong lộ cận tử như thường. Chỉ trừ những bậc mà đầy đủ và tròn đủ lúc đó thì mới có khả năng đó thôi. Còn nếu không có đầy đủ mà đối với những trường hợp như vậy đó, thì không thể nào đắc đầu quả được. Dầu rằng cũng ở trong trường hợp giống như vậy, nhưng mà chỉ cần một vài lộ trình tâm nghĩa là nó vô nó khoảng thôi, thì nghĩa là chưa có tới khó trạp vui nhà nhà ná đó, mới tới nô lô mà nhà ná thôi, mà nó bị sụp vô cái những cái ác pháp gần lộ cận tử này, nó vẫn giúp xuống như thường, chứ làm sao không giúp được. Thành ra những cái chuyện này đó, khi nào mà đối với những cái sự đắc đạo hậu quả này nó nặng ghê lắm. Cái thứ hai, ba mật nó đầy đủ, thành ra chỉ có những người trong cuộc mới biết như nó như thế nào thôi, còn mình chưa đắc là mẫu thứ hai ở đây, mà chỉ giải thích theo pháp học mà thôi. Thành ra nếu mà muốn được thông suốt thì mai mốt mình hành tới đó mình sẽ thấy cái nào trúng cái nào sai. Chứ còn bây giờ quý vị biểu chúng tôi chứng minh, chúng tôi cũng biết đường đâu chứng minh, tại chúng tôi vẫn là phàm nhân như quý vị mà. Nam mô Bích Thầy á. À, xa thứ nhà kính chào từ tuổi không nhà quý vị nghe vấn đề này cứ đừng phát trước luôn, cắt cỏ tự tử bất tử. Nói sự biểu tâm nói không phạm giới, quý vị làm thiệt thì chết cha luôn. Ra thì trở lại vấn đề này, thưa sư, như vị sư cha ná đó thì ổng có biết được ổng là đầy đủ parami chưa sư, hay là bây giờ mình theo như sư thì mình có cách nào để mình biết cái parami mình tới mức độ nào hay không ạ? À? Dựa căn cứ trên một cái sự kiện nào hay là một cái dữ kiện ra sao để mình có thể nhận biết được cái parami mình có đủ hay không ạ? À? À, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Ổng không biết, chứ nếu ổng biết thì ổng đã không làm cái hành động là cá cổ. Nó nhớ cái chuyện đó, ổng không biết. Nhưng mà cái đau bệnh của ổng đó có lẽ là nó thường xuyên, thành ra ổng mới thấy, ổng thấy nó đau cái đó là cái chuyện đáng sợ đó. Còn nhưng mà khi ổng cắt cổ, cái đau đó nó có thể nó hơn cái đau của cái bệnh. Nhưng mà ổng, nhưng mà nếu mà mình chết lúc này đó thì cái luân hồi nó vẫn nguy hiểm và khổ hơn cái chuyện mà ấy đó. Nhưng mà lúc đó có là con kẹp, thành ra ổng mới hạ thủ công phu là ổng chỉ quán như ông học về thiền tứ niệm xứ mà thôi đó. Nhưng mà cái lúc mà ông, khi mà ông bắt đầu hành tới đó, đó thì ông tạo số thiện pháp nó giúp cho cái ba la mật của ông nó tròn đủ, lúc đó thì ông mới đắc đạo quả. Nó thành ra cái tích tắc cái đó đó chỉ có Đức Phật mới biết rõ nó là như thế nào, diễn tiến như thế nào, chứ không ai biết được đó. Ngay cả ngài Sariput ngài cũng không biết, mà ngài cũng không biết ông này ba la mật đầy đủ, thành ra ngài chỉ can gián thôi chứ ngài không có nói gì cả. À, bởi vì cái mà intriya bariyatiya ná đó chỉ có Đức Phật có mà thôi, chứ chư thánh tăng là không có. Dầu rằng chư thánh tăng và tỳ sống phi khà và mắt khá cũng không có được cái loại đó, là nó không thể nhìn người đó, không biết họ đắc đạo quả hay là không đắc, hay là đắc lúc nào thì không có biết được. À, thành ra cái chuyện mà khi mà cái ba mật nó tròn đủ đó quý vị nên nhớ, nó không phải dễ. Thí dụ như ngày bài giá đó, tại sao đi tới đảnh lễ Đức Phật nói nào mà đều bốn chuyện, rồi khi ngài thuyết xong rồi ông mới bắt đầu nghiền ngẫm ông ấy, rồi ông mới đắc đạo quả. Nó từ tích tắc từ đó qua đó, quý vị thấy nó khi mà nó tròn đủ cái chuyện đó, nó mình nghe nó khó khăn. Nhưng đối với một số cái gì mà ba la mật đầy đủ gần, hoặc là gần đầy 99,9% rồi đó, thì cái chuyện đó nó rất là dễ, nó phát nhanh dễ lắm. Còn mình còn ở xa quá thì cái đó nó phải mới là khó mà thôi. Thành ra tích tắc đó vậy thôi, Đức Phật biết, thành ra ngài tại sao mà ngài từ chối hai lần đầu, tới lần thứ ngài mới nói đó. Bởi vì dầu là hai lần ngài nói ngài biết cũng không có đắc đầu ai gì hết, không có đắc gì hết. Tới lúc mà ngài thấy cái ba mà của ông này gần đầy đủ, ngài mới nói đó. Thì ngài nói thì ông tỉnh ngộ rồi, ông mới quán theo cái lời ngài, ông mới đắc được. Thì cái nào cũng vậy chứ, ngay cái mình là mình không có biết đâu, mình không biết.
nhưng mà chắc chắn là mình với cái kiếp này là mình không có đầy đủ rồi, bởi vì kiếp này mà ba mặt gần đủ hay là gần đầy đủ, ít nhất mình phải gặp cái bậc tứ thiệt, mà bậc tứ thiệt mà mình nhìn mình cũng biết đâu tới bậc tứ thiệt tới bậc thánh đó nha. Bởi chúng sanh là có hai hạng, hạng thứ nhất đắc đạo quả từ miệng Đức Phật, từ cái lời nói từ miệng Đức Phật. Hạng thứ hai đắc từ các đệ tử thinh văn của Ngài đó. Nghĩa là chúng sanh thông thường vào thờ mà có giáo pháp, còn vào ngoài thờ có giáo pháp thì chỉ có hạng là hạng độc giác mà thôi đó. Thành ra trong thời gian còn giáo pháp như vậy đó, thì mình chỉ có khả năng đắc đạo quả khi mình nghe chính bậc nghe là thánh tăng thuyết pháp mà thuyết thì giảng mà thôi. Chứ còn nếu mà gặp thầy mà cũng là phàm phu dòng rằng ông ta có thể là thuộc loại tam tạng pháp sư ở trong rừng cả năm bảy chục năm này nữa, nhưng mà vì cái vị đó đó ông có thể ông có những cái pháp hay nhân thiệt, nhưng mà ngài không có khả năng để biết mình thuộc loại nào để mà giảng pháp cho nó đúng mức. Anh nhớ chuyện đó. Thường mình vô mình nghe chứ tại sao nghe xong mình chán, rồi nghe xong nhiều khi mình ngồi mình ngủ gật mình không hay, tại vì nó không có đúng cái như cái sự mà mình biết, hay là cái tâm mình nó nản liền à. Còn mà đúng cái sự không biết mình ngồi mình nghe mình còn phát nghe còn hiểu mới không hiểu mới rồi mới có câu hỏi. Còn thường thường chúng tôi nói là trong room hay là trong lớp vậy, thường tại sao ông giảng sư hỏi có cái gì thắc mắc không, thường thường có gì im ra hết à. Thì cái gì, sự im lặng của gì nó có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là biết hết không có gì. Cái chuyện thứ hai nghe xong không biết gì hết cũng chẳng có gì để hỏi. Cái chuyện thứ ba biết nữa không biết nữa hỏi ra sợ ông chê. Thành ra khỏi hỏi luôn. Chứ hỏi ra cũng bị ông rầy như không. Thành ra là im re thôi. Vô rồi mấy cái room này là im re hết là vậy đó. Nhưng mà mình cứ giả định họ không hỏi là tại họ hiểu hết đi, để cho mình được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, xa lắm xa lắm. À, quý vị ơi, quý vị đặt câu hỏi đi. Sư nhắc á, chuẩn bị tinh thần đặt câu hỏi đi. Rồi, mời quý vị quan hỷ tham gia đặt câu hỏi đi. Để cho sư trả lời, để hôm nay sư buồn. À, thì trong cái vấn đề mà như sư trình bày cái vấn đề mà của vị thiền sư vị cha ná đó, thì nó có những cái mà thật sự là cũng khó mà để mà mình làm cho thuyết phục được những cái người nghe. À, còn thấy vấn đề này nó cũng nhiều người nó rất là khó chịu về cái vụ này. À, thì trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật dạy là ai mà hành cái Tứ Niệm Xứ này thì 7 năm 7 tháng 7 ngày thì sẽ đắc đạo quả. Thì giờ trong trường hợp giờ một người mà đi vô trường thiên là người ta hành miên mật ngày này qua ngày khác, với một người mà ở nhà theo thời, tức là sáng thời trưa thời chiều thời đó. À, thì như vậy là hai người hành như vậy đó, thì theo như sư thì cái kết quả là người nào sẽ thành tựu sớm hơn? Dạ, con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích cái này nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự là mình không có biết người nào thành tựu sớm hơn, bởi vì mình cái tiền nghiệp họ mình không biết. Ví dụ như mình nói vậy mình thấy lấy số mình nói vậy hiểu đi, cái ông mà ông thí dụ 100.000 đại kiếp, 100.000 kiếp thì có thể đắc sơ quả nghe tu hành đó. Thì cái ông mà 99 kiếp trước ông tu đàng hoàng, ông hành này kia đầy đủ giống như lời Đức Phật dạy, kiếp này là kiếp thứ 100.000, thì ông tu không cần ba buổi một ngày đâu, mỗi ngày một buổi rồi buồn buồn vô ngồi ngáp ngáp vậy thôi cũng vẫn đắc như thường. nếu mà ở trong cái hệ thống và dạy giáo pháp của Đức Phật đắc như thường. Còn cái ông mà bây giờ đó nghe đi, hở ra là vô trường thiền ở năm này tháng nọ này kia ông xong, nhưng mà trong 100.000 kiếp ông chỉ tu được 80.000 kiếp thôi, thì bây giờ ông có cố gắng cách mấy thì giờ cũng phải 20 mấy ngàn càng kiếp nữa cho đủ 100 cái đã. Chứ làm sao vậy được. Là cái khó khăn ở chỗ mình không biết mình từ đâu tới, ở đâu ra đó. Thành ra mình ráng cố gắng mình bỏ vô não mình rất càng nhiều càng tốt, bởi vì kiếp này xài không hết kiếp sau xài, mà lỡ kiếp này ít quá kia mà mình bỏ thêm để kiếp sau mình học ít lại, học cho tới khi nào đầy đủ rồi mình đắc. Chứ còn bây giờ mình cái kiếp này
Vậy được rồi, kiếp sau thêm mới thì trước sau cũng đắc. Như vậy quý vị, cái đó là không bao giờ có chuyện đắc cả. Tại vì lý do đó, quý vị đừng có nghĩ kiếp nào quý vị cũng gặp được giáo pháp Đức Phật. Nếu trong cái kiếp này, kiếp hiện tại đây, cái kiếp này tính là cái kiếp mà tuổi thọ của giáo pháp thôi, chứ không phải là kiếp người. Tuổi thọ giáo pháp mà vào thời buổi này thì mình 100 tuổi trung bình dưới không tới, nhưng mà đã hơn 100 tuổi đi. Mà cho kiếp nào quý vị cũng phải sanh sanh vậy đó, thì 5.000 mà chia cho 100 thì khoảng dần bao nhiêu? Nếu quý vị sanh liên tục bao nhiêu kiếp rồi, có năm mươi mấy cả trăm kiếp vậy đó, thì làm sao mà quý vị có thể đắc đạo quả? Dầu quý vị có hành 100% nữa cũng không có thể đắc đạo quả được. Nếu mà tiền kiếp mình hành học rất ít, thành ra mình không có xua là sao cái kiếp này mình đi đâu, là nhớ chuyện đó. Mà sao cái kiếp này đó, nếu chúng ta học mà chúng ta tạo thiện pháp nhiều á, thì kiếp sau chúng ta lên cung trời và ngồi chơi thôi, chứ không có chắc chắn gì, không có gặp được mấy ông thiền sư tứ thiệt đó. Thiền sư tứ thiệt là không ở cung trời là quên quên chuyện tu hành đó rồi, bởi xung quanh mấy nàng eo eo lại dưới quá trời làm sao tu hành gì. Nhưng mà kiếp này tạo ác pháp rồi đi xuống dưới đó ở bao lâu? Quý vị thấy cái đám ngạ quỷ của Vua Bình Sa thấy không, làm ngạ quỷ tới 91 kiếp trái đất đó. Quý vị cứ nghĩ đi, 91 cái quý vị lại xuống mà đi gần gần của 91 đó, quý vị trồi lên thấy gì nữa, đầu óc nó bị cái nghiệp xấu nó bào mòn gần hết rồi, có gặp lại giáo pháp Đức Phật cũng giống như người mới tới rồi, thấy không? Thì cái chuyện mà nó nói với cái chuyện mà tu nhìn cái hiện tại tu như thế nào rồi nói có thể đắc có thể này đó, cái đó không có khả năng. Bởi vì nếu quý vị thật sự quý vị có đầy đủ phước báo đó, thì quý vị sanh vào khoảng 1.000 năm đầu của giáo pháp thôi. Tại lúc đó là ngoài có đã có Đức Phật rồi, có những cái vị mà tứ thánh quả mà thuộc loại bà tỳ sống phía ta mắc khá đó, nghe là có khả năng đầy đủ về giáo pháp đó, thì may ra mình tạo phước báo nhiều chắc đắc ha. May ra. Chứ còn bây giờ đó, phải nói chứ kiếp này đó bậc thánh vẫn còn, nhưng mà mấy cái bậc đó họ thấy mình là họ trốn rồi, giờ đó họ đứng trước mặt cái chồng mình đứng lại hỏi chuyện tào lao giờ, phải không? Nằm một thầy giá dạ xa thấu xa thấu dạ kính thưa thượng tọa tâm dạ. Thì trong cái vấn đề mà nói về đắc đạo đắc quả thì có một số người nói là mình có sự mà giống như mình mong muốn đắc này, mong cầu đắc kia, tức là mình rơi hợp tham, tức là có một số tư kiến và cho là mình bị dính mắc vô cái vấn đề mà mình tham muốn để được đắc đỏ. Thì do chính vì những cái tư kiến đó, người ta đưa ra những cái trường hợp là giờ người ta vô thì người ta tu tập, nó không cần đắc gì đâu, tu tập chỉ mong chỉ bình thường vô cái thì tu thiền bình thường để được cái an vui vậy là tốt rồi, không cần phải có mong cầu đắc. Thì khi mà họ có những cái tư tưởng như vậy, họ tập như vậy thì cái kết quả họ có thể thành tựu được những cứu cánh giải thoát không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư. Bạch thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái tư tưởng đó không thể nào giúp cho mà có thể tạo quả như muốn không có được, tại vì do cái tư tưởng đó tức là đã hiểu sai giáo pháp rồi. Nên nhớ cái chữ muốn á, tiếng Việt Nam mình dịch ra mình phải hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất chữ muốn là do tâm tham, mà cách thứ hai chữ muốn là do chánh đá, tức là tâm sở chánh đá, tức là thành ra tâm sở chánh đá đó, nếu mà nó đi với ác pháp thì nó mới xấu, mà nó đi với thiện pháp thì nó không có xấu. Thành ra sự mình nên nhớ đó, mình nếu mình học đủ thì cái khi nào mình muốn cái đó mình biết cái tâm mình là cái gì. Thành ra nếu mình muốn với tham này nên bỏ qua, mình muốn với cái tâm sở dục chảnh đá đó, thì cái lúc đó mình có muốn đắc đạo quả thì nó vẫn là thiện pháp như thường. Mà khi mà là thiện pháp thì mới hy vọng mình đi đúng đường được, chứ còn mình đi với ác pháp thì không thể nào hy vọng được đi đúng đường hết á, mà chắc chắn bảo đảm đi sai đường. Mà đi sai đường thì tới nơi là không có chuyện có. Quý vị nên nhớ đó, ở đời người ta đi cái lời nói của người ta đó, nhiều khi mình đi sai đường mà mình cũng không biết. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy hồi xưa đi tàu chưa có đồ giấy đó, thường người ta đi
Cái gì hướng Bắc là nhìn gì, người ta không có nhìn gì hướng Bắc nên nhớ gì đó, không? Người ta nhìn gì sao bắt đầu, mà khi người ta nhìn gì sao bắt đầu đó, để ta đi về hướng Bắc hay là ta để ta đi về sao bắt đầu, phải không? Thì cái chữ muốn nó cũng giống vậy, muốn theo kiểu nào là thiện pháp, mà muốn theo cái nào là ác pháp. Mình học đầy đủ biết cái đó thì mình mới tránh được những cái trường hợp mà đi lộn đường mà vẫn cứ tưởng mình đi đúng đường. Mà đôi khi có những cái lối đi đó mà mình đi đúng đường mà vẫn đi sai như thường, không phải là nói đi đúng đường là đúng được. Ở đây ông này ở đây quý vị nào đi hàng hải thường thiền cho biết đó, trong cái ông danh từ mà lái tàu nó có hai chữ, nhưng mà trực hành với tạ hành. Trực hành là đi thẳng, mà tạ hành đi xuyên xuyên, nhưng mà đa số đi là phải đi theo tạ hành, tức là đi xuyên xuyên mới tới nơi, mới đi đi thẳng là không có tới nơi bây giờ đó. Tại sao đi thẳng là mà không tới nơi? Thấy không? Thấy không? Tại sao đi thẳng đi trực hành mà không tới nơi? Bởi vì xung quanh mình là những cái sự chuyển động, với chuyển động đó nó làm cho mình đi thẳng theo một cái lối nào đó mình vẫn đi sai như thường. Cái thí dụ dễ hiểu là từ số biết B mà đi, mình đi mình tính cái độ rồi để mình đi vô Nha Trang á, nếu mình đi thẳng hoài theo theo cái lá bàn mà mình nhìn cái kim chỉ thẳng hoài được đó, thì mình sẽ đi tới tới đâu, không tới Nha Trang đâu quý vị. Bởi vì tùy theo cái sự xoay chuyển của trái đất đó, quý vị có thể lệch về hướng Nam hoặc là chuyển Bắc. Mà nếu lệch về hướng Nam đó, quý vị sẽ vô Phú Quốc chứ quý vị không có vô Nha Trang được. Thành ra từ từ mà sư bề mà muốn đi vô Nha Trang thì gọi đi tà hành là vậy đó, tức là đi xuyên xuyên không phải đi thẳng được đó. Rồi những cái lối nói đó, mình nghe nó mình tưởng nó hay nhưng mà nó sai, là sai từ cái chỗ đó ha. Sai rất là xa đó. Đi dưỡng Bắc là cái nhìn sao bắt đầu rồi, nhưng mà nhìn sao bắt đầu đi dưỡng Bắc thì bây giờ mình cũng giờ mình nói mình muốn không tốt, thành ra mình vô mình tưởng tưởng mình không có muốn gì đâu có được. Mình phải biết cái mục tiêu mình đi chứ, phải không? Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xa thôi, xa thôi. À, rất gần sư. Ai có câu hỏi gì post lên nha, post lên để thỉnh sư trả lời giùm cho. Dạ, để trả lời vấn đề mà sư nói về vấn đề đi thẳng thôi sư. Thì làm sao mình biết mình đi thẳng chứ? Rồi cái vấn đề ngay cả những người có học pháp rồi biết cũng có học khá khá mà vô là cũng bị siêng bị niễn như thường, thì làm sao mình biết được chính xác mà mình đang đi thẳng? Cũng giống như một số người, người ta cũng là một vị tu sĩ này kia, người ta cũng tu hành dữ lắm, cuối cùng người ta cũng bị niễn. Thì vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào gọi là trực thẳng, gọi là đi một cách thẳng đúng con đường. À, con cũng thỉnh chưa? Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Đi thẳng là đi theo con đường tứ niệm xứ rồi. Là con đường tứ niệm xứ không phải là mình đi một đường, tức là quán thân để cũng tới tới nơi. Không, mình tôi không đi quán thân, tôi đi quán thọ, tôi không tới nơi. Nói cái đó là nói chơi, cho nó không có nói thiệt, nó không có đúng. Bởi vì một cái đối tượng đó, mình có thể quan sát cả bốn điều kiện như vậy đó. Thành ra mình đi đúng là khi nào mình biết được cái cá tánh của mình liên quan tới những cái điều mình đang làm. Thì thay vì, thí dụ thay vì mình dùng hơi thở, rồi mình nói dùng hơi thở, Đức Phật chỉ nói trong niệm thân là cái mình cứ niệm thân hoài à, phải không? Vẫn niệm thọ, niệm tâm hoặc niệm pháp với hơi thở vẫn được như thường. Thành ra đi thẳng là có thể nhiều khi đi giống như là quẹo qua quẹo lại cả bốn đường đó, tùy theo cái lúc đó đó, cái điều kiện của cái môi trường của cái lúc đó đó, mình nên quán hơi thở theo kiểu nào, chứ không phải nhất định là cái quán hơi thở là phải quán thần. Vậy vậy Đức Phật dạy trong phần tông quán ấy, thần quán niệm xứ là còn thọ quán hay là tông quán hay là pháp quán này không có. Thấy không? Tức là nếu mà mình cứ đi theo một đường đó là đi sai, trực hành nhưng mà vẫn sai như thường. Thành ra đi đúng đường là tùy theo điều kiện của cái đối tượng lúc đó, tùy theo điều kiện của nghĩa là cái môi trường mà mình đang ở lúc đó,
dầu rằng cái đối tượng nó xuất hiện trong cái đặt niệm trước mặt, tức là mình đang dùng hơi thở để làm đề mục chánh đó, nhưng mà vẫn phải liên quan tới thân thọ tổng pháp như thường thì mới gọi là đi đúng đường, đi mọi con đường duy nhất là vậy. Chứ không phải nói Đức Phật nói đường duy nhất thì mình niệm tâm cũng tới, mình niệm thân nói đó nói chơi được, chứ không không có đúng gì mục đích của Đức Phật dạy. Nam mô Bích Thầy á. À, xà thú à, kính thưa sư à, nhưng mà như sư nói như vậy thì con nghĩ là chắc trong rung cũng rất là nhiều người cũng còn hoang mang cái vấn đề này à, bởi vì chư sư nói rằng trong một cái hơi thở thôi mình có thể niệm được cả bốn niệm xứ, thì vấn đề này con thấy ngay cả niệm thân con mà chưa chắc đã nắm được vấn đề này, thì bây giờ trong hơi thở mà có bốn niệm xứ thì phải hiểu nó như thế nào để mình để không có còn bị lầm lạc phải đi sau những con đường mà lối cục. Và con cũng thỉnh sư phân tích kỹ vấn đề này cho Phật tử hiểu một cách rõ ràng hơn ạ. Dạ, nam mô. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, chúng tôi nói nhiều lần rồi, cái liên quan tới bài kinh tứ niệm xứ nó có tới năm năm chỗ rồi, mà chúng tôi chỉ khuyên quý vị đọc một chỗ thôi, tại quý vị không chịu nghe. Thì nói là năm cái chỗ mà liên quan tới bài kinh tứ niệm xứ nè. Thứ nhất là Mahasati Paṭṭhāna-sūtra ở trong cái trường bộ kinh. Cái thứ hai là Satipaṭṭhāna-sūtra trong cái trung bộ kinh. Cái thứ ba là Satipaṭṭhāna quy phần khá, tức là cái tứ niệm xứ này được nói tới cái phẩm thứ hai, phẩm di diệu pháp trong trong tạng di diệu pháp, phẩm thứ hai tức là pháp phân tách, nó vẫn có đề cập tới cái đó như thường. Cái thứ ba tức là Satipaṭṭhāna-saṅyutta, tức là trong Saṅyutta-nikāya đó vẫn có nói tới nơi tứ niệm xứ. Là cái thứ ba, cái này chỉ thấy cô Thái, chứ còn mấy cái tôi có hỏi, chúng tôi có hỏi bên Miến Điện thì họ nói không có, không thấy. Tức là Satipaṭṭhāna ba thạ, tức là cái bản tóm tắt mà cô Thái nó cũng viết bằng bòn Bali mà có lẽ là xuất hiện sau, thành ra cái đó thì Thái là mấy sư Thái không biết nhiều, còn mình mấy sư khác thì không biết. Thì bây giờ cái mà chúng tôi nói với quý vị nhiều lần là quý vị nên vô tìm đọc, tức là Satipaṭṭhāna-saṅyutta, tức là vô cái gì đó nằm tương ưng niệm xứ đó, trong kinh tương ưng đó, đánh chữ vô cái phần mà tương ưng niệm xứ đó, nó có 51 bài kinh đó cả, mà 51 bài kinh nó rất là một vài đoạn nói tới cái này vài đoạn kia. Tại sao mà mình đang thở mà mình phải quán thọ được, đưa quán thọ được là như thế nào, thì cái đó trong đó 51 bài, nghĩa là rất rất là chi tiết về cái bài kinh tứ niệm xứ đó, rất là chi tiết. Thành ra quý vị nào có rảnh vô đọc thử, nếu mà tìm được chú giải đọc thêm nữa thì quý vị thấy rất là rõ ràng. Chứ còn bây giờ mà cái bản mà trong trường bộ kinh hoặc trung bộ kinh nó rất là tóm tắt, rất là khó. Còn cái bản mà trong cái khâm phi cái phẩm quý phần khá từ bộ phân tích đó, thì nó nói phần đông là nói chỉ nói tới các chi pháp mà thôi. Thành ra quý vị đọc quý vị có thể không hiểu nó, thành ra nên tìm trong cái kinh tương ưng đó à, có 51 bài kinh tất cả gọi là tương ưng niệm xứ, có 51 bài kinh tất cả à, chúng tôi xưa đọc nghe là không biết mấy lần rồi giờ quên đó. Thành ra rồi cũng xuống quý vị đọc cho quý vị biết nhức đầu như tôi chúng tôi là như thế nào. Nam mô Bích Thầy vậy ạ. Xa thôi, từ từ à. Nhưng mà giờ sư kêu đọc sách được, theo con thấy đọc sách cũng không phải chuyện dễ thôi à, đọc sách cả nghệ thuật cả vấn đề à, không phải ai cũng có thể đọc được à, mà đọc vô những cái cũng không hiểu nói gì, phải dùng những từ ngữ chuyên môn về Phật học thì cũng rất là khó hiểu. Thành ra bây giờ Phật tử bây giờ người ta khó đi vào khám học rồi cho nó, bây giờ chỉ cần có một giáo thọ sư, cần có một vị sư là lỗi lạc mà có thể dẫn dắt gọn gàng trong cái pháp hành à, một cách đúng chính xác, thì vấn đề này thì con nghĩ là sư có thể giúp cho Phật tử hiểu từ từ, bước từ bước, cái bước bước đầu như thế nào, bước thứ nhì như thế nào,
để cho Phật tử biết gì, đọc vô con nghĩ chắc là chắc khó hiểu lắm, bởi vì con từng đọc sách bao nhiêu năm nên vấn đề này không phải chuyện đơn giản. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ chỉ cho Phật tử là giờ cái bước đầu tiên như thế nào, đó là vấn đề tu tập cái căn bản đầu tiên phải thế nào, niệm hơi thở là sao, hay là phòng xẹp là phải quán cái gì, ví dụ hơi thở vô biết hơi thở vô là biết biết cái gì, biết rõ rõ như thế nào. Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái mà chúng tôi giới thiệu quý vị là của bậc thầy thứ thiệt đó, mà quý vị không chịu đọc. Quý vị hỏi chúng tôi kiểu như không. Tôi nhớ đó, Đức Phật nói với Ngài Ananda đó, nói, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta chế định đã chế định cho các ngươi pháp, và luật ấy là thầy của các ngươi khi Như Lai Niết Bàn. Thành ra mình đọc vô kinh tức là mình đọc chính cái lời dạy của ông thầy của mình, ông thầy duy nhất thôi. Còn chúng tôi không phải là thầy, ngay cả những vị tiền sư dẫn chư giỏi cách mấy không phải là thầy, chỉ là người hướng dẫn để quý vị đọc cái lời dạy của thầy mà thôi, là nhớ chuyện đó. Mà quý vị không vô đọc cái đó rồi đó, quý vị chỉ nghe những cái người như chúng tôi dạy đó, quý vị rất là dễ hiểu lầm. Bởi vì cái mà chúng tôi giải thích cho quý vị là chỉ là một số cái kinh nghiệm liên quan tới cái sự học và sự hành của chúng tôi thôi, chứ còn nói là tại vì chúng tôi chưa tới nơi để có thể là nói thẳng với quý vị cái điều đó là nó phải như vậy thì chúng tôi không dám nói, nên nhớ chuyện đó. Bởi cái đó là đại bậc thánh họ nói, bởi vì cái vị thiền sư đó chúng tôi chỉ cho quý vị đi vô tên tịnh đạo tìm cho thấy đó. Cái vị thiền được gọi là vị thiền sư đó nghĩa là lý tưởng nhất là bậc thánh, còn nếu không có phải là bậc đắc thiền, và nếu mà không có bậc đắc thiền thì ít nhất phải là tam tạng pháp sư. Mà nhớ chuyện đó, mà bây giờ mình phải tìm trên cái đó, tức là mình tìm cái gì thầy thứ thiệt của mình đó, là Đức Phật. Còn cái gì còn đọc khó hiểu rồi thôi chứ biết được đâu mò, thấy không đó. Nên đọc đi rồi chứ khổ, hiểu hay không hiểu, hiểu cỡ nào mình mới biết rằng cái ba la mật mình cỡ nào. Chứ còn giờ mình không ấy, mình cứ nói cái đó lại thánh chánh tạng chắc khó lắm, mình đọc mình không có khả năng mình hiểu này kia, cho mình đừng có khinh thường mình chứ. Khi đọc cái mình hiểu cái nào, nhiều khi mình đọc cái mình thấy dễ quá mà dễ hiểu sai hiểu lầm nó còn chết nữa, thôi anh nói ráng đọc đi rồi có gì rồi lâu lâu vô cái những cái room nào mà có giảng sư người ta tiếc tại vì đó là lên hỏi thử coi chỗ đó đọc vậy thấy như thế nào, thì lúc đó ổng có thể ông giúp được mình thôi. Chứ còn bây giờ biểu ông phải giải thích để vui gì hiểu, quý vị đọc sẵn vô kinh lời Đức Phật mà quý vị không hiểu quý vị rồi chúng tôi nói vô hiểu là cơ bộ chúng tôi chắc không có nhiều khả năng rồi đó. Nam mô Bích Thầy giá. Bây giờ có cái câu hỏi gì đây, khi thọ quả khổ làm duyên cho tâm tạo ra nhân mới của tâm sân, phải thật ý thì nào là nở sắc sanh. Thật sự cái này là mình phải có pháp học, mình mới dựa vào pháp học mình để mình ấy. Dễ nhất là đối trị, tức là mình Phật pháp ít thì mình đối trị bằng cách mình có thể mình tụng kinh lễ bái tam bảo hay bất cứ cái gì khác cũng được, và sau cái lúc đó là cái tâm mình nó rời cái tâm cái mà mình đang sân đó. Bởi vì mình đổi đối tượng, tức là cái tâm sân nó không thể vào mà nó vô nó bắt nhận lấy cái đối tượng mới được, thành ra nó phải nhường, thành ra cái đó là đối trị. Cái thứ hai, nếu mình có khả năng từng hành thiền tới dưới nhiều thì cái tâm mình nó như thế nào thì mình biết cái tâm mình nó có đó, hoặc là mình có khả năng nữa thì mình quán cái nhân duyên để làm cho cái tâm sân nó phát sinh, thì cái đó gọi là quán pháp, là tùy theo cái điều kiện và pháp học của mình. Chứ còn bây giờ thường thường đó, chúng tôi chỉ quý vị pháp đối trị là dễ nhất đó. Quý vị nhìn vào cái đối tượng khác, ví dụ mà cái đối tượng mà để làm cho quý vị có thể phát sanh đức tin, những tức là ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng này mình tụng đó, thì những cái tâm mình nó là thoải mái, nó giãn lần lần ra khỏi những cái điều kiện mà làm cho cái tâm sân nó phát sanh đó. Đó là cái pháp đối trị về là tương đối nó dễ. Còn những cái mà chi tiết hơn thì mình làm phải hành thiền tứ niệm xứ có kinh nghiệm hay gì gì đó, thì cái đó tùy theo quý vị khả năng pháp học của hành quý vị cỡ nào, thì mình dùng những cái điều kiện đó để mình làm cho cái những cái ác pháp, nói chung những ác pháp không thể phát sanh hoặc đã phát sanh thì không thể tồn tại được. Là một cái thời gian
Hello, mời Quỳnh Kinh tiếp. Con thánh xa thú rồi, con đấy lấy hết câu hỏi hả? Nãy trong cái vấn đề nãy con hỏi từ đầu quên mất tiêu, cắt ngang quên mất rồi. Thấy có câu hỏi nữa là thứ sư câu sắp bê sắp pha a ha ra tất cả chúng sanh duy thực tồn, chữ vật thực trong câu này ám chỉ bốn loại đoàn thực, sức thực, tư niệm thực, tức thực hay chỉ là đoàn thực thôi? Đây là câu hỏi của tu học Phật pháp. Cung thỉnh sư ạ. Nam mô Phật thầy dạ kinh bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị, cái câu này là chỉ cho cả bốn loại tất cả chứ không phải là một loại. Tại thường thường nếu mình dịch cái chữ hạ rá này đó, mình dịch là tức là giác thức đó, thành ra mình cứ hiểu nó hơi lệch. Thật sự chứ a rá đây là từ nghe dẫn đến cái quả, cái pháp nào dẫn đến cái quả thì cái pháp đó đó gọi là a hạ rá. Cái pháp thì dẫn đến cái quả, thì bây giờ cái này là dẫn đến cái quả là gì? Tức là nếu mình nói đoạn thực đó, tức là cái loại đó đó nó dẫn đến cái sự sinh tồn của sắc vật thực trong người mình, sắc 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 thôi, còn mấy khác là không liên quan hết. Cái thứ hai đó mình gọi là xúc thực là gì? Xúc là cái nhân đưa tới cái quả là gì đó, mình đọc trong nhân duyên mình biết đó. Duyên duyên gì đó thì đọc nhân duyên sẽ thấy đó. Cái thứ ba đó, cái tư niệm thực tâm sở chetana đó, nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới cái quả của nó, cái quả của nó gì? Quả trực tiếp là 19 tâm sở thái tục đó. Đấy. Rồi cái thức thực là gì? Là tâm là cái nhân đưa tới gì, là đưa tới cái sự sinh cái sự mà dẫn giải của cái tâm sở. Thành ra quý vị nên hiểu là chữ a ra đây là dẫn tới pháp làm giờ là dẫn tới cái gì đó, hay là pháp làm cho quả phát sanh. Chứ còn nếu mình dịch là dịch thật thì nó nghèo quá, nó mô với thầy á. Xa thú xa thú, tu học cũng xa thú thiền sư, nhưng mà trong trong cái cách này, trong cái tứ vật thực này sư, thì con nghĩ sư sư trình bày sư, sư giảng vậy như con nghĩ là cũng hơi khó hiểu. Con nghĩ sư giải thích cho rõ ràng hơn để Phật tử hiểu, bởi vì cái tứ thực này cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề tu học. Chẳng hạn như giờ mình nói về vật thực thì vật thực nó là cái mà để mà nó nuôi cho cái xác thân này nó được tồn tại lớn mạnh, thì đó được gọi là vật thực. Nhưng mà rồi về xúc thực thì nó nuôi cho cái gì đó, rồi tư niệm thực nó nuôi cho cái gì, và thức thực nó nuôi cho cái gì, thì vấn đề này mình mới gọi là vật thực nó như thế nào. Con cũng thỉnh sư giải thích rõ hơn, để vấn đề này cũng rất là khó. Cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ kính bạch chư tổ hay dạ kính thưa chư quý vị, bởi vì mình dịch chữ thật nó khổ cái là nó không có chính xác mà nó khó hiểu là vậy đó. Chứ hà ra đây là dẫn tới hay là làm cho cái quả phát sanh. Thật sự ra đó mình dịch đoạn thực đó, cái đó là cái gì? Là ocha, tức là nutrition đó. Nutrition đó khi mình bỏ vào miệng cái nutrition đó, nó là cái dưỡng tố đó. Nó không nuôi dưỡng ai đó, nhưng mà nó là cái nhân để làm cho cái hạ ra rụt bạ, tức là mình dịch là sắc vật thực đó, nó được nó nghĩa là nó được phát sanh và phát triển, nó có trong người sẵn nhưng mà nó được phát triển là nhờ cái nhân, tức là cái dưỡng tố đó, cái nutrition đó ha. Còn bây giờ nếu mà những cái khác cũng vậy, cho cái xúc này mình chúng ta nói thì mình muốn biết là nó là cái pháp là dẫn tới cái gì phát sanh, thì mình cứ coi trong nhân duyên đó ăn. Nhân duyên là gì? Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, gì không chùm đó, thọ duyên, xúc xúc duyên như gì đó, thì mình cứ biết cái đó là nó vậy gì đâu. Còn cái tư tư này, tại sao tư niệm thực? Tư là tâm, cái tâm sở đó đó khi nó phát sanh nó làm cái gì,
Thì cái nhiệm vụ nó là cái nghiệp thì nó dẫn tới cái quả là cái gì? Đó, tức là chúng tôi nói nãy là 19 cái thức tái tục là vậy đó, là do cái thằng anh Chaitanya này nè. Đó. Còn thức thực thì vậy, thức thực là cái chánh của nó là cái nhân để cho tâm sở nó phát sanh. Tâm sở, những tâm sở đó. Thành ra nó rồi nó nếu mà mình học cái này đó, học cái gọi à ra này đó, nếu mình học trong cái duyên sinh thì mình hiểu một số, mà mình học trong cái duyên hệ mình lại hiểu một số khác nữa. Bởi vì nên nhớ hai cái pháp mà chúng ta cần tìm hiểu đó là thứ nhất là duyên sinh, thứ hai là duyên hệ. Bởi vì duyên sinh chỉ diễn tả nhân quả trong cái những cái loại mà có thức tánh mà thôi, nhớ chuyện đó được anh rồi. Còn duyên hệ đó là diễn tả nhân duyên cho tất cả mọi loài, kể cả chúng sanh hoặc là không phải chúng sanh. Đó, thành ra nếu mình hiểu một cái thì mình chỉ hiểu rất là giới hạn, duyên sinh không thì rất giới hạn. Thành ra nếu mà hiểu được cái duyên hệ nó đó thì nó mới giúp giúp mình nhiều hơn trong cái vấn đề mà hiểu về Phật pháp và hành về Phật pháp. Trong cái duyên sinh đó, thì diễn như thế nào, do có cái này nên có cái này, rồi do không có cái này nên không có cái này, không có gì hơn cái đó cả. Nhưng mà trong duyên hệ thì lại là nó hơn nhiều, nó hơn bốn cái. Bởi vì có cái này nên không có cái này, bởi vì không có cái này nên có cái này, vì có cái này nên không có cái này, và bởi vì không có cái này nên có cái này. Đó là duyên hệ. Duyên hệ là nó gấp đôi cái duyên sinh, mà duyên sinh chỉ nói tới những chúng sanh có thức tánh mà thôi, còn những cái loại mà không có thức tánh thì được đề cập tới trong duyên hệ, mà duyên hệ nói cả chúng sanh có thức tánh và những loại không có thức tánh. Nó phải học cả hai cái, chứ học một cái vẫn còn thiếu sót như thường. Nhưng mà tùy theo những cái chúng tôi chỉ nói vắn tắt thì thôi, chứ cần nói thì không hết cái này chắc không biết có thời giờ hay không. Không có thời giờ. À, xa thú dạ, kính rừng thượng tọa Lý Long dạ. Nhưng mà trong trong cái vấn đề này tôi còn thấy có những cái chi tiết rất là độc đáo đó này, chẳng hạn như nói về vật thực, cái đoàn thực này là nó nuôi cho nó là một cái nutrition, nó nuôi cho cái sắt để mà được tồn tại, được lớn mạnh này kia. Nhưng mà con thấy ví dụ chẳng hạn như mình nói một cách rõ ràng dễ hiểu là một người ăn được bổ vô, thì vô ăn vô bổ chẳng những nó nuôi cho cái xác thân được tốt khỏe đẹp mà nó còn nuôi cho cái tâm luôn đó chứ. Ăn vô thấy khỏe khoắn, thấy thoải mái, tinh thần sáng suốt ra, thì như vậy vật thực này cũng có thể làm cái để nuôi cho cái thức thực, hay là nuôi cho cái tâm mình được tốt đẹp. Thì như vậy mình phải hiểu như thế nào trong vấn đề chi tiết này. Dạ con cũng lĩnh sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kinh Bạch Chư Tôn thì dạ kinh thiệt, một cái mà loại nutrition nó vô đó, điện tố vô đó, nó không có nuôi nhiều đâu, nó chỉ giúp cho sắc vật thực trong cái một trong 28 sắc mà thôi đó. Nhưng mà còn những cái khác là nó có nhiều cái điều khác, cái mà bảo trì cho tất cả các sắc đó, tức là sắc mạng quyền chứ không phải là sắc vật thực, cái mà giúp đỡ cho tất cả các loại danh đó là danh mạng quyền chứ không phải là sắc. Nhưng mà tại vì chúng sanh ở cõi ngũ uẩn nó có cả hai, thành ra hai cái đó là nó hỗ tương với nhau, thì cái hỗ tương nhau mình tìm không tìm thấy trong duyên sinh mà tìm thấy trong duyên hệ, tức là anh giá mạnh giá và chi vô đó, thì tìm thấy trong duyên hệ đó. Thành ra có những cái loại dầu rằng là vật thực hay không vật thực gì đó, mình nên nhớ như này, nếu mình học duyên hệ mình mới mấy cái này, nhân quả đồng sanh cũng có, nhân sanh cũng có, nhân sanh sau quả cũng có đó. Thành ra nếu mình chỉ học duyên sinh mà thôi thì cái chuyện mà nhân sanh sao quả mình sẽ không thấy được, nhưng mà học trong duyên hệ thì sẽ thấy, học được thấy đó. Thành ra một cái loại mà nó vô đó, ví dụ như dưỡng tố không đi, mình vô đó người nào ăn được đồ ăn ngon đầy đủ chứ này kia sòng người mà. Nhưng mình nên nhớ đó, nó không có nhiều cái quả như vậy đâu, nó chỉ giúp một phần nào đó, còn những cái khác là do những cái khác nữa đó. Bởi vì cái trong cái nếu mình tính là duyên hệ đó thì tất cả sắc là một, thọ là hai, tưởng là ba,
hành là bốn, thức là năm. Năm cái này nó hỗ tương với nhau theo điều kiện của nó, thì khi nó hỗ tương nhau theo điều kiện của nó mới giờ. Còn bây giờ nó mà nếu mà nó không hỗ tương ở đó, tự như bây giờ mình nói là mình bị cái gì đi, 128 sắc, nó không 27 sắc, nó không bình thường rồi, thì mình có bổ dưỡng có cái gì thì nó vẫn không bình thường như thường. Nó bình thường đó là mình nhìn thấy duyên hại đó, nó vẫn không bình thường như thường đó. Chứ còn nếu mình nhìn thấy duyên sinh đi một vòng từ trên dưới, từ A tới Z đó, thì cái, mình tưởng là cái này là nó giúp được nhiều chuyện, nhưng thật sự không phải. Nó là nhiệm vụ của nó nên là rất là giới hạn. Mà muốn biết cái giới hạn như thế nào đó quý vị coi trong cái trà tụ lắc hạ nạ của mỗi cái thứ đó thì mình sẽ biết. Ví dụ như sắc vật thực nó phát sanh, nó chỉ có một số cái điều kiện để nó phát sanh mà thôi. Nó cái nhân gần nhất của nó để nó phát sanh là cái gì, nó phát sanh nó làm nhiệm vụ gì, chỉ có một số chuyện để nói thôi. Thì cái danh nó cũng vậy, một cái tâm sở mình tưởng là nó ngon nhưng mà nó cũng chỉ làm số nhiệm vụ rất giới hạn thôi. Nhưng mà tổng cộng nó gộp lại khi nó đi vậy đó, tại sao nó làm được nhiều chuyện. Ví dụ như một cái tâm tham nó sanh mà có tới 19 cái tâm sở đi theo nó, thì 19 tâm sở nó giúp nhau nó làm. Chứ còn nếu mà mình nó thiếu thì không thể thiếu được, nhưng mà nếu mà nó không có là nó cần cần cho sớm, chứ làm sao nó hoạt động cái gì vậy. Tại nó một cái không thể nào tạo điều kiện cho những cái khác, một số tạo điều kiện cho một số khác, một cái này tạo điều kiện cho một vài cái khác, nhưng mà tất cả cái đó nó hợp lại nó mới thành cái mình gọi là chúng sanh này, là nó mới có những cái điều kiện mà mình thấy hàng ngày như vậy, chứ không phải là do một hai cái ha. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thú thật là tuyệt vời ha. À, còn rất là quan hỷ câu trả lời của sư, rất là tuyệt vời. À, quý vị dân hoa cúng dường lên thượng tọa tâm quý vị. À, thì cũng trong vấn đề có liên hệ đến về cái duyên hệ, về cái tương ưng duyên này kia đó, thì con cũng vấn đề vật thực này thôi sư. À, mình nói theo kiểu mà bình dân dễ hiểu, tức là khi mà ăn vô thì nó làm duyên để cho cái thân này được tốt đẹp, rồi cái thân này được tốt đẹp lớn đẹp, rồi nó phát sanh ra cái được nhiều người thương mến. À, thế khi được nhiều người thương mến thì tự nó duyên ra cái sự phát sanh cao cống ngã mạn, rồi mà tưởng mình ngon nghe rồi từ đó kia. Thì như vậy những cái trường hợp đó mình nên hiểu nó nằm trong cái bộ phần duyên hệ nào. Và con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về cái vấn đề duyên hệ mà nó liên từ cái vật thực này. Dạ, yeah. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái duyên hệ cũng vậy, nếu mình nhìn chung đó mình sẽ thấy nó rất là vi tế, chứ nó không phải là do một cái phần nào cả. Thí dụ một cái tâm sở đó, tại sao người ta gọi là trùng trùng duyên khởi. Một cái tâm nhận thức nó phát sanh, nó có tối thiểu tâm, chỉ tại tâm nhận thức phát sanh thôi, nó muốn phát sanh được á, nó cần tối thiểu gần 150 cái nhân duyên khác nhau đó. Thành nó gần 150 nhân duyên ra là mình phải tính ra để mình thấy là cái nàng này nó giúp thật kia nó giúp sao đó. Thành nó học cái đó, nó ban đầu mình không thấy đâu, nhưng mà khi mình học rồi đó, nhiều khi mình học á, nói học trong trường mình tìm cũng chưa ra, tại vì những cái này là nó ở cái lớp trên nó mới dạy, lớp rồi là Acharya nó mới dạy, chứ còn không mình học xong rồi mình tính cũng chưa chắc là ra 150 vậy đâu đó. Thì bây giờ đó, nếu mà huynh muốn tính để xây chỉ cách ở đây, chắc công vàng người có học di pháp đó, chỉ cách để huynh tính thì ta biết tại sao nó nhiều vậy. Bây giờ cái nhận thức hay cái tâm thức phát sanh nó cần cái gì trước, mình nói cái dập dạp trước đi, tức là cái đối tượng của nó, đối tượng tức là sắc cảnh sắc, nghe không? Mà khi mà nó muốn sắc cảnh sắc thì cái nhận thức nó dựa vào gì? Dựa vào sắc thần kinh mắt. Mà sắc thần kinh mắt thì nó phải có những yếu tố dày dày, thế nhưng mình học được 4 năm điều kiện đó, nhưng mà cái đó là 4 năm điều kiện mà nó chơi vui trời cho không ấy. Rồi bây giờ đó, nói về danh giúp cái nó là cái gì, là cái tâm nhận thức khi nó sanh nó có 7 cái tâm sở, thì mỗi cái tâm sở nó giúp được bao nhiêu chuyện, 7 tâm sở đó nghe, đi theo nó giúp bao nhiêu chuyện. Rồi bây giờ trước khi nó sanh cái tâm gì ở phía trước mà thì là cái nó gọi là cái tâm kê trước nó đó, tức là cái tâm mà ngủ môn hướng tâm đó, thì cái tâm ngủ môn hướng tâm đó, cái thằng đó với cái gọi là Anantara Bạch Trà Giá đó, nó có bao nhiêu chuyện để nói.
Thì trong cái tâm mà ngũ môn tâm nó có 10 cái tâm sở, mà mỗi cái tâm sở đó nó cũng duyên cho cái để làm cho cái anh nhận thức phát sanh được đó. Nó 10 chuyện vậy đó, thì tổng cộng bao nhiêu chuyện nói ra, nó tổng cộng tất cả các loại đó khoảng gần 150 cái duyên hệ khác nhau vậy đó. Thành ra khi mình tính vậy mình mới biết tại sao mà con người mình một chuyện vô rồi tự nhiên là người nó này nọ ông sùm nó sẵn ra bao nhiêu chuyện, rồi tại sao cũng con người cũng ăn như vậy mà vô rồi lại nghiêng về cái vấn đề mà phạm giới thứ ba, còn con người thì phạm giới thứ nhất rồi này kim sùm đó, là nó bao nhiêu chuyện nó nằm từ trong đó. Nếu mình tính là đầy đủ rồi mỗi cái duyên hệ nó có cái định nghĩa của nó thì mình coi đó mình sẽ thấy rất là nhiều chuyện nó mà mình không thể tưởng tượng được, chứ không phải không, mà cũng không 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 nên tưởng tượng, bởi vì tưởng không người lái kêu đó chắc điên. Nam mô Bích Thầy á. À, xa lắm, dạ, kiếm chơi mình tập với tao. Quả thật là khi mà đưa đến vô cái vấn đề này quá quá vi tế, nó giống như một lưới bao trùm rất là khó hiểu, rất là tuyệt vời. Thì cũng về cái vấn đề này, một người mà hành về tứ niệm xứ, mặc dù họ chưa có chứng đắc được đạo quả, nhưng mà khi mà hành một thời gian họ có thể thấy được về cái lý duyên hệ này thôi, hay là cần phải học ạ. À, những điều người ta không cần học mà ta thấy được lý duyên hệ mà. À, con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích à. À, thấy tự học cũng có được câu hỏi thỉnh sư giải luôn. Dạ mô Phật. Nam mô Bích Thầy, dạ kinh Bạch Chư Tổ Mẹ, dạ kinh thưa chủ gì, mình thấy mình phải học mình mới 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 hiểu được, chứ không học không có hiểu được, bởi vì nó nhớ cái này là thuộc về phạm vi trí tuệ của Đức Bổn Sư. Nên thành ra nếu mình, bởi vì chúng tôi mới nói nếu mình học duyên sinh thì mình chỉ hiểu một số thôi, mình học thiên hệ mà học cho đàng hoàng thì hiểu thêm một số nữa, rồi một số nữa là phải học, rồi từ khi mà mình học cái đó rồi cái lúc mà mình hành đó thì mình mới kiểm tra được cái những cái mà nó phát sinh ở trong cái sự ghi nhận, cái sự quan sát của mình đó, đối với những cái đối tượng đó tại sao vậy. Thành nên mới trở lại cái nãy, tại sao mà mình cần một cái hơi thở mà mình vẫn có thể hành cả bốn phương diện về thiền tứ niệm xứ được là vậy đó. À, ví dụ như bây giờ đó mình ban đầu mình thở mình chưa thấy gì, cho mình thở cái niệm với cái định mình nó mạnh lên tự nhiên mình thấy thoải mái, thì lúc đó mình có quyền quán cái thọ trong đó được, chứ không phải là cái dựa vào hơi thở mà chỉ biết có hơi thở không mà thôi, không phải. Nè, những dựa vào đó mà bây giờ khi mình dựa vào đó rồi đó, mình dựa đó để mình quan sát cái thọ rồi đó, mình vừa quan sát cái thọ rồi cái dựa vào cái thọ đó, thì trong cái thọ đó mình có quan sát thêm cái nhân của cái thọ đó. Ví dụ mình học gì tạo tụ các nào thấy cái thọ nó phát sanh do gì, thì từ cái nhân đó thì mình mới đưa nó qua bên kia, cái thọ này nó thuộc loại nào thể đưa qua bên quán pháp để mình dựa vào trong một số cái điều kiện dụng pháp mình làm được. Thành ra chỉ cần hơi thở nó phát sanh một chuyện mình thì nhìn ra chuyện khác được, từ chuyện khác nhìn ra, thành ra đi liên tục như vậy mà nó không có đi ra khỏi cái thiền tứ niệm xứ. Chứ còn nếu mình không biết đó, mình vuốt ra khỏi đối tượng là nó đi ra khỏi thiền tứ niệm xứ liền. Thành ra cái học cái duyên hệ nó giúp đỡ cho mình cái chỗ đó, mình ngồi mình nhìn ra đó, mình nhìn trở lại thì mình sẽ thấy những cái pháp này nó liên hệ như vậy, mà tại sao cái phiền não nó không phải là bạn thân thiết gì của những cái phiền não, của những cái pháp gì mà nó ẩn chung vô được nó, thì mình mới dựa vào duyên hệ biết tại sao nó chung được chứ còn khi nó không đó mình cứ hãy nó chung vô thì mình quán tâm có tham chỉ quán về thôi, tối ngày mình chỉ nói thật đa số chỉ thấy chế định chứ không có thấy được chân đế, bởi chân đế nó phải dựa vào một số cái điều kiện về vấn đề nhân duyên nhân quả đó. Thành ra khi nào mình học cái đó thì mình sẽ thấy, còn nếu mà không học đó mình có thể mình biết được nhưng mà mình không thấy một cách rõ ràng giống như là cái người có học được vậy đó, nhưng mà cái phước báo mình nhiều lắm mình mới thấy được vậy, chứ mình không thấy chi tiết hơn được ha. Cái câu cái hỏi sự hiểu biết hiểu trên tục đế đâu có, thì dĩ nhiên mà cái hiểu biết nào phải dựa vào tục đế trước rồi mới đưa tới thực tánh chứ, bởi vì cái tục đế đó là nó có hai chuyện, là tục đế có thực tinh pháp và tục đế không có thực tinh pháp. Thì tất cả những cái đề mục nào liên quan tới thiền thì minh sát đó, thì những cái đề mục đó đều là tục đế có thực tinh pháp,
Còn nếu cái tục đế đó không có thực tinh pháp thì hên lắm mình hành được thiền chỉ không, mà đó cho không thể hành được thiền minh sát. Dù rằng mình cũng nắm được cái chế định như vậy nhưng mà không ấy được, bởi vì có những chế định là không có thực tinh pháp. Nhưng mà nên nhớ trong thiền chỉ thì có những cái chế định nó có một nửa thực tinh pháp, có những cái chế định vẫn có thực tinh pháp mà không thể đắc thiền được. Ví dụ như niệm Phật thì không thể đắc thiền được, nhưng mà phải học để mình hiểu cái đó. Nhưng mà nên nhớ trong thiền minh sát á, thì những cái chế định nào cũng đều có thực tinh pháp hết. Ví dụ như bây giờ nó trong cái phần quán thân đó, quý vị có thể thấy là quán về bất mỹ đó, quán về bất kể cái xác chết đó, thì hỏi quý vị quán gì xác chết là cái thực tinh pháp là cái gì. Thật sự nếu quý vị nhìn người xác chết quý vị quán thì quý vị sẽ thấy thực tinh pháp được đó. Ban đầu thì có thể quý vị thế chỉ thấy những cái niêm ít thuộc về thiền chỉ thôi, nhưng mà nếu mà đi sâu vô ấy cái, hoặc là những cái mà rõ ràng nhất đó, tại sao Đức Phật dạy cho cái gì thì kheo mới vô tu là quán gì, thiền tứ niệm xứ đó quý vị, tức là quán 32 thể trược đó, là thiền tứ niệm xứ đó. Kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ, tại chỗ khanh ta nó khả lô ma kê xả, mà đọc vậy đó. Thì hỏi kê xả lô ma mình quán mấy cái đó mình có thể đắc được thiền, đắc được đạo quả không? Vẫn đắc được thiền, vẫn đắc được đạo quả tùy theo cái ba la mật tiền kiếp của mình. Ví dụ quý vị quán kê xả thì nó ra cái niêm ít, tức là cái tướng trạng là màu đen, thì đó là dấu hiệu của thiền biến xứ, kasina là thiền biến xứ. Còn nếu quý vị niệm kê xả mà thấy đó là cái vật bất mỹ, nên hiện lên cái niêm ít của quý vị là bất mỹ, thì cái đó là quán cái gì, là quán về bất mỹ, tức là quán gì xác chết đó. Thì cái vật bất mỹ đó thì chỉ đắc được thiền sơ thiền thôi chứ không đắc nhiều. Nhưng mà nếu nó ra màu đó, thấy màu đen đó, thì cái đó quý vị có thể hành tới thiền ngũ thiền đó, tức là biến xứ nó được năm thiền. Còn nếu mà bây giờ quý vị niệm cây xả mà cái niêm mít phát sanh là trạng thái cứng mềm đó, thì cái đó là thực tinh pháp. Tức là quý vị thấy cái đặc tính của chất đất là thực tinh pháp. Thì thấy rõ ràng nếu mà quý vị niệm cây xả là tục đế thiệt, nhưng mà nếu mà cái trạng thái niêm mít phát sanh nó là cứng mềm, tức là chân đế pháp, thì thành ra có những cái chế định có thực tinh pháp, có những chế định có một nửa thực tinh pháp, và nhưng có những chế định không có thực tinh pháp. Thành ra mình hiểu tục đế là rõ ràng đầu này kim sum, rất có nhiều khả năng để giúp cho mình thấy được thực tinh pháp. Nam mô Bụt Thầy ạ.